Đây, xin mời quý anh chị cùng xem bộ sưu tập những chú mèo Kyoto One nhé. Rất là tuyệt vời luôn. Và ngoài ra thì chúng ta sẽ còn có các loại chén bát gốm sứ và các đũa khác. Đây, rất là nhiều món đồ sẽ được trang trí theo các hình thù khác nhau. Những chú Daruma, những chú mèo với nhiều màu sắc khác nhau. Và đặc biệt là ở phía bên dưới đây anh chị có thể chiêm ngắm nha. Những chú mèo cực kỳ xinh. Wow. Đây là những cái món đồ cực kỳ là đẹp. Và đây một chiếc bình hoa dáng trụ với hình ảnh là hoa trà. Với tiếp theo đó là một chiếc bình hoa phải gọi là full luôn nhé cả nhà. Full vẽ mẫu đơn này. Wow, rất là đẹp. Những cái bông hoa siêu to, siêu đẹp. Mời cả nhà cùng chiêm ngắm nhá. Rồi. Xung quanh thì đây, khung cảnh xung quanh sẽ là những cái phòng trưng bày tiếp theo với cái khung cảnh giống y chang một cái ngôi nhà của người Nhật với một chiếc ấm siêu to khổng lồ mà một cặp mèo. Đây, bên này cũng có những chiếc ly chân cao đây cả nhà ơi. Rất là đẹp nhá cả nhà. Và ở đây thì còn có một chiếc bình cũng hoa rất là đẹp. Và ngoài đằng kia thì có một chiếc thố 3 tầng với kích thước cực kỳ lớn nhá, thố 2 tầng với hình ảnh là vẽ full luôn. Rất là đẹp nhá cả nhà. Rồi. Ở trên này thì những chú mèo nữa. Anh chị có thấy bình hoa hoa xanh kia không? Bình hoa xanh kia là được vẽ full bình luôn. Cực kỳ đẹp. Đây là các khu tổng quan của cái phòng trưng bày này. Cũng là cái lò gốm luôn. Vừa nãy thì em cũng đã quay cái phần lò cho cả nhà rồi. Bây giờ thì mời cả nhà cùng nhìn ngắm lại một chút xíu tổng quan nhá. Và nếu anh chị có nhà ý cùng gốm nhà Toki sưu tầm và giao lưu thì đừng ngần ngại giao lưu và sưu tầm với em Toki nha. Em cũng mong muốn chia sẻ những thứ đẹp nhất và lộng lẫy nhất, xinh xắn nhất đến từ đất nước Nhật Bản và đặc biệt nữa là chất lượng nhất đến với quý anh chị nha. Ở đây thì cái men này sẽ là cái men giống như là nở hoa ấy cả nhà. Rất là đẹp nha. Rồi, em xin được tạm kết video tại đây nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại cả nhà.